Xin chào các khán giả yêu đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi review về chiếc đồng hồ Hublot Spirit Big Bang có mã hiệu là 665OE2080RVK1204. So với ngành công nghiệp đồng hồ đã tồn tại hàng trăm năm qua, thì quãng đường đời mà thương hiệu Hublot bước đi vẫn thực sự khiêm tốn. Khi những cái tên gạo cội đã gây dấu ấn đậm đà trong tim người hâm mộ, thì Hublot mới chập chững xuất hiện và thử từng bước đi đầu tiên. Thế nhưng không thể chỉ vì tuổi đời còn hạn chế, xuất hiện sau mà chúng ta lại đánh giá thấp thương hiệu Hublot cũng như là ngó lơ những thành công mà thương hiệu đã xây dựng được. Sự sáng tạo, trẻ trung và nhiệt huyết trong từng mẫu đồng hồ Hublot cũng như chiến lược marketing tài tình từ người đàn ông có công làm sống lại ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ Jean-Claude Biver, cựu CEO của Hublot đã để lại ấn tượng tốt đẹp của cái tên thương hiệu trong lòng fan hâm mộ. Vẫn là Big Bang, chứa đựng Big Bang, nhưng chẳng phải Big Bang mà chúng ta đã biết, đó là Spirit of Big Bang. Trong giới chế tác thì Big Bang là tên của một bộ sưu tập chủ đạo đã đưa danh tiếng thương hiệu Hublot vươn xa hơn và tiếp cận gần hơn tới giới mộ điệu. Chiếc đồng hồ vỏ tròn cổ điển có hai tai vươn ra ngoài theo thiết kế ô cửa sổ tàu sang trọng. Xuất hiện cùng với dây đeo mang nét đẹp thể thao khỏe khoắn đã chinh phục từng thế hệ khách hàng. Khi nhìn tới thành công của đồng hồ Big Bang, giới mộ điệu sẽ không thể ngờ được lý do mà Hublot lại tiếp tục mang đến thiết kế Spirit of Big Bang sau 9 năm mà nó xuất hiện. Spirit of Big Bang là một sự học tập từ Big Bang và thương hiệu Hublot bồi đắp thêm những điều mới mẻ, hiện đại mà giờ đây đã trở thành một trong những bộ sưu tập độc lập có sức quyến rũ riêng và được giới mộ điệu đón nhận. Những thiết kế đồng hồ vỏ tròn đã trở nên quen mắt với người hâm mộ, nhưng khách hàng thì cần điều gì đó mới mẻ và cá tính hơn. Như vậy không có nghĩa là đồng hồ vỏ tròn thì không cá tính, nhưng nếu chỉ nhìn từ phía xa, những chiếc đồng hồ có vỏ dáng thùng, kiểu dáng khác biệt như là dáng tunnel trên chiếc Spirit Big Bang sẽ ngay lập tức gây chú ý của người đối diện. Đây là chiếc đồng hồ có khả năng chiếm được cả cảm tình của khách hàng nam lẫn nữ, từ sao thế giới cho tới sao Việt Nam. Ví dụ như là việc anh chàng ca sĩ Post Malone đam mê chiếc Spirit of Big Bang Moonface màu hồng của mình. Còn cô nàng Hương Giang thì cũng chẳng ngần ngại khoe trên tay chiếc Spirit Big Bang King Gold Diamond mà mình mới tậu. Tại Gia Bảo Luxury cũng vừa cập bến một chiếc đồng hồ Spirit Big Bang King Gold. Sự tinh khôi và thanh lịch đã hiện lên trên thiết kế này. Tông màu trắng sang trọng có mặt ở hầu hết các chi tiết trên đồng hồ. Hiện tại thì mẫu này thuộc dòng Spirit of Big Bang 39 và dành cho các quý cô thời thượng. Thế nhưng với đặc trưng của bộ vỏ dáng tunnel, chiếc đồng hồ này vẫn có thể phù hợp với cổ tay nam giới. Nhìn có vẻ khá là cồng kềnh nhưng mà bộ vỏ 39mm của model hiện đại được thiết kế để ôm trọn bề ngang cổ tay. Thêm vào sự hỗ trợ của dây đeo cao su thoải mái thì cả chiếc đồng hồ nằm gọn trên cổ tay của vị chủ nhân là điều dễ hiểu. Làm nên sự sang trọng cho chiếc đồng hồ này là chất liệu King Gold độc quyền của thương hiệu Hublot. Thực sự đây thì là một loại chất liệu biết nịnh mắt và đem đến cảm giác quý tộc. Như đã nhắc tới bên trên thiết kế của Spirit of Big Bang, chúng ta sẽ thấy cái linh hồn Big Bang một cách rõ nét. Nhìn nghiêng thì sẽ thấy mặt cắt của hạ 5 lớp bộ phận xếp chồng lên nhau thành một gọi là vỏ sandwich, DNA của đồng hồ Big Bang nổi tiếng. Bên trên vành bezel là 6 đinh ốc tròn cách điệu chữ H đại diện cho những chiếc đồng hồ Hublot thể thao và cá tính. Sự trộn lẫn giữa các chất liệu như là titanium từ đinh ốc, kim cương trên vành bezel King Gold, lớp đệm trắng từ nhựa tổng hợp hay là dây đeo cao su đã tỏ rõ được phương châm Art of Fusion mà Hublot ngày đêm theo đuổi kể từ đầu thế kỷ 21. Sự hài hòa về mặt thẩm mỹ, về mặt sắc màu đã đưa đồng hồ Hublot đến với nhiều fan hâm mộ, mà phần lớn trong đó là những người trẻ tuổi thích sự sáng tạo và hiện đại. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng Hublot là một nhà sản xuất đồng hồ, nhưng họ sở hữu một đội ngũ xử lý nguyên vật liệu đầy chuyên môn, ví như là King Gold, Magic Gold. Những loại vàng đặc biệt cứng với khả năng phát ra ánh sáng rực rỡ đều do hãng tự mình nghiên cứu, phát triển và độc quyền sử dụng. Hay là những viên kim cương trên vành bezel đồng hồ, cụ thể là 60 viên, xấp xỉ 1 carat đều được tuyển chọn từ những công đoạn đầu tiên cho tới tạo thành mặt cát hay là nạm đều trên vành bezel. Ở thiết kế đồng hồ Spirit of Big Bang thì thực tế là Hublot đã rất khiêm tốn trong việc sử dụng kim cương như để đem đến phong cách trung tính cho cả chiếc đồng hồ. Trong trẻo và đơn giản, bên dưới mặt kính sapphire đã được thiết kế cong vòm là một mặt số màu trắng hiện lên cùng 3 kim một lịch. Chức năng cơ bản của chiếc đồng hồ là chỉ báo giờ, phút, giây cùng ô cửa sổ báo ngày đều hiện lên rõ ràng. Không hề bóng bẩy, mặt số màu trắng được hoàn thiện bởi với bề mặt lì, đem đến như đã được xử lý tráng men cao cấp.
những cọc chỉ giờ đều được làm từ vàng hồng và ở khu vực trung tâm. Nhà sản xuất có bổ sung thêm chất phát quang màu trắng rất là hài hòa. Bộ kim dáng bút chì hay là vạch đếm phút trên chiếc Spirit Big Bang thì đều có kích thước lớn, nên quan sát cũng như là xác định thời gian lúc nào cũng là công đoạn không hề khó khăn với người đeo. Cọc chỉ 6 giờ đã được thay thế bởi ô cửa sổ nhỏ chỉ báo ngày ở trong tháng. Và ở đây thì khi mà phóng to chi tiết này, có thể thấy được khung bo hình chữ nhật đã được cắt rất là gọn và mượt mà. Bộ máy HUB1710 đã được thương hiệu Uplo giao trách nhiệm cao cả là cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ này hoạt động bền bỉ. Gõ 28.800 nhịp trong một giờ, gồm có 27 chân kính. HUB1710 cho thấy mình có thể chữ cót trong khoảng 50 giờ. Và đó là những điều đặc biệt mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay về chiếc đồng hồ Uplo Spirit of Big Bang. Không biết là các khán giả của Gia Bảo Luxury cảm thấy như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bên dưới nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!